Rồi, Hất Cô Đồng Tháp kính chào tất cả các anh em nha. Thì hôm nay là cái con chiền của mình là nó cũng sắp xong lông rồi nha anh em. Và thì em nó cái đuôi thì cũng gần cứng rồi anh em ha, cái đuôi thì cũng gần cứng rồi. Mà giờ em nó chỉ còn có lông cánh với lông đầu nữa nha. Chứ lông đuôi thì gần cứng rồi nhưng mà lông cánh nó vẫn còn rớt nha anh em. Thì giờ mình đem em nó ra mình coi thử cái độ sung của nó cỡ nào nha. Khi con chim của mình nó thay lông nha. Bây giờ lông nè vẫn còn rớt lông mình ha. Đó, sáng thì mình đem nó ra mình lụm hết một cọng lông cánh rồi. Thì bây giờ chim nó là coi như là cái đuôi gần xong rồi, thì bây giờ nó sẽ rớt lông cánh nha anh em. Bây giờ để mình thử nó coi cái sung như thế nào ha. Trời thì đang mưa lâm râm nha. Để mình đưa cái máy vô cái cây mình kẹp mình cho anh em coi coi cái độ sung của nó cỡ nào nha anh em. Trên chỗ để cái điện thoại cho nó ngon lành nữa coi. Rồi tạm vậy đi. Giờ mình thử cái độ sung của nó coi nó cỡ nào khi con chim nó sắp xong lông nha anh em. Đây là chim của mình nha. Chim của anh em thì mình không biết nha anh em. Giờ mình lấy cái con chiền nước ngọt đang thay lông để mình đem qua cho anh em xem. Đây. Em này là em nước ngọt nha anh em. Nè. Em nước ngọt này là đang thay lông ha, lông đuôi thì cũng đang ra nha, chưa cứng. Đó, lông đầu đâu là còn tùm lum tà la ha. Nè. Bây giờ em nó còn rớt lông cánh đó nha. Thì giờ anh em thấy không? Cái con chiền của mình chỉ cần mình đứng ở đây mình cầm con chim thôi là anh em thấy cái thái độ của nó, anh thấy là anh em thấy cái thái độ thôi là anh em biết nó làm sao rồi ha. Đó, cái thái độ của con chim của nó thôi là mặc dầu em nó đang thay lông nha. Đó. Mình đứng xa nó nghe chứ mình không đứng gần nha. Đó, nó chỉ mới thấy con bổi mình thôi. Ủa cái con nước ngọt này thôi, con nước ngọt này thì chưa vô lập ngày nào nha anh em. Bữa trước mình có quay cho anh em xem đó. Thì anh em thấy không? Anh em thấy nó giật đuôi không? Là con chim nó vừa thay lông mà nó vừa lên lửa nghe anh em. Chứ không phải là thay lông xong rồi là đã đi lấy lửa nha. Nè, giờ mình cho anh em coi thử độ sung của nó thôi coi sao nha. Đó, anh em thấy không? Ghiền quá rồi anh em ơi. Giờ trời đang mưa lâm râm mà xách điện thoại ra phơi chim rồi quay luôn. Nắng vậy đó anh em. Mưa lắc phát. Thì để mình coi cái sung của con chim mình sao nha. Như cái con nước ngọt của mình á, thì bên đây nè. Anh em thấy không? Nó đang thay lông, nó chưa có đủ lông thì con chim nó không có lửa thì con chim nó ú nu một cục thấy không? Anh em thấy nó tròn vo một cục không? Đó. Rồi anh em coi con chiền á, anh em thấy con chiền của mình bây giờ nó già rồi nha, không còn chiền nữa nha anh em, giờ nó là thành con mồi rồi nha, chứ nó không còn là con chiền nữa. Đó, thì anh em thấy thái độ của nó không, mặc dầu nó đang thay lông nha, lông đuôi thì bữa nay ra cũng gần cứng rồi, nhưng mà giờ nó chỉ còn là rớt lông cánh với lông đầu nữa, lông mình nó vẫn còn rớt ở trong lập ha, ở trong lòng ha anh em ha, thì anh em thấy thái độ của nó chưa? Mặc dầu con bỏ bên đây nó không đấu nhưng mà anh em nhìn thấy là thấy vậy biết rồi, húng hồ chi mình kè cái con mồi đấu vô hả anh em ha. Đó, đây là cách tập lửa từ từ của mình nha, mình tập lửa vô lửa nó từ từ khi mà xà lông nó sắp gần xong ha. Rồi để cho anh em xem cho vui nha anh em. Còn chim của anh em thì nó đủ lông ha, nó chơi như thế nào thì mình không biết, còn chim của mình là chim thay lông là vẫn đi quýnh bình thường, không có chuyện gì xảy ra với nó cho nghe anh em. Nhưng mà con chim nó quýnh yếu lại thôi, cho nên mình sợ nó bể đồ này kia thì mình không đi quýnh thôi, chứ chim của mình rớt lông là đi quýnh bình thường ha. Cho anh em coi độ sung của nó thôi. Giờ mình xích vô coi nó có chập chà gì không anh em. Này mà đưa con nào mà đấu ngược lại thì vô với nó thì nó sẽ khác anh em.
tại vì con bên đây là nó không có đấu ha, con đây nó còn đang thai lông, nó yếu, nó tròn vo một cục đó thì nó không thể nào là nó giống như con mồi được. Em nó thì chưa vô lập ngày nào, thì giờ lửa thì nói chung là nó xong lông thì lửa nó cũng đang lên. Nhưng trong cái thời buổi này thì sâu dế là không còn gì để ăn anh em, chim chỉ có ăn cám luôn rồi, cào cào thì cũng không có luôn. Bây giờ mình lấy cái con chiền ra, mình xách cái con đầu đen nước ngọt 4 tháng ra, ủa con nước mặn bển về coi nó làm sao anh em. Mình treo ở bên cây mai nè. Đó. Mình đang máng nó bên cây mai bên đó, anh em thấy không? Con đầu đen nước mặn á, máng bên đó. Bây giờ để mình lấy nó về mình kè vô thử coi nó chịu chơi anh em. Thôi nó làm sao ha. Đó, mình đưa em nước mặn vô rồi đó anh em. Bữa giờ toàn là ăn cám, con chim nó không có sung lắm nha anh em, không có sâu dế cào cào, không có con khỉ gì chỉ ăn cám không thôi. Chim nó với phần trời này không có nắng nữa anh em, nó hơi xù xù tròn, nó không có căng. Để mình về xích vô một chút nữa coi nó làm sao anh em ha. Không có sung chim, trời đang mưa nữa anh em, mưa lâm râm thôi, nhưng mà nửa mưa nửa nắng, yếu lắm, nắng yếu lắm. Chim của mình mà mình hứa với anh em luôn á, nếu mà có cào cào nha, có cào cào cho nó ăn hàng ngày ha, mình bảo đảm với anh em chim của mình mà cho ăn trong vòng một tháng thôi, khỏi cần nhiều, ăn liên tục trong vòng một tháng, bảo đảm với anh em chim mình chơi như cái máy. Trong thời điểm này không có sâu dế cào cào, chim nó ăn cám không à, cho nên lửa của nó không có bằng mà mình bơm mồi tươi ha anh em ha. Thì anh em cũng nhìn thấy rồi, đây là những gì mình quay toàn là thực tế chứ không có ảo anh em, quay cho anh em xem là thực tế hết. Trời thì không nắng mà đang mưa lâm râm nữa, mình đem ra mình treo tại vì cho nó mát mát cho mình để nó thay lông cho nó lại anh em. Em đầu đen thì bữa nay là cũng chịu đấu rồi, nhưng mà đấu còn yếu lắm anh em, nó chưa có sung lắm, cũng bắt đầu rớt lông mình mấy cọng rồi. Rồi thôi mình xin kết thúc video đây anh em, bắt đầu càng ngày càng nặng hộp rồi, để mình đem chim vô ha anh em ha. Anh em nào ghiền thì mình xem chung cho nó vui nha anh em, cho đỡ ghiền nha anh em. Rồi bye bye anh em nha.